Rồi, xin chào tất cả các bạn. Giới thiệu cho các bạn mấy cây chống đứng nha. Thanh lý cho các bạn mấy cây chống đứng nha. Đây là cây chống đứng cho anh em gắn xe cúp nha. 81, 86, custom DD. Anh em xài chung cái này nha. Giá thanh lý cho anh em nha. Rồi, cái này là chống đứng của xe Charlie anh em. Cái dòng này hơi hiếm nha. Này à, cái này là tháo trong xe thằng Charlie 84. Đó, Charlie 84 đèn vuông nha. Anh em gắn đèn tròn đèn vuông thì ok hết. Đây là chống đứng của Charlie 84 nha. Rồi, cái này là chống đứng của thằng Custom 100. Đây. Custom 100 với Dream Lung. Custom Dream 100 Dream Lung. Đây. Hàng zin tháo xe. Đó. Còn bên đây là chống đứng của xe cúp hàng Việt Nam, hàng lô. Thanh lý 50.000 cho anh em. Đấy. Thanh lý 50.000. Còn mấy cái chống đứng bên đây thì mấy trăm ngàn một cây. Rồi anh em có nhu cầu lấy cái chống đứng của xe nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.